xin điều các bạn cho đón sắp diễn ra kèo khi pháo 22 sân dài 2 mét. Hai bên đây kết hợp giữa Hiếu và Bảo Trọng Nghiệp. Ở bên kia Angie kết hợp với Phú Sức Bẹp. Điểm dần dần 1-0. Điểm dần dần 2-0. Bóng ngoài. Điểm dùng viện 3-0. Điểm cho Mỹ Thanh 1-3. Phút kia bóng lỗi. Điểm dòng nghiền 4-1. Bóng tốt. Điểm như Vị Thanh 2-1. Điểm gì phải thành 3-4. Điểm trong viện 5-3, hai bên đổi sân. Hãy subscribe.
Bốn ngoài điểm dòng nghiền 6-3, phải 6-3 không được. Bóng tốt. Điểm dùng quyền 7-3. Và trận bóng quá tốt của Hiếu. 8-3 dùng quyền. Tiếp tục nâng điểm số dòng ghiền 9-3, điểm cuối cho dòng ghiền. Năm chín giờ chị Thanh. Bốc ngoài để mình thành 69. Tiếp tục nâng điểm số cho Vị Thanh 79. Bên Vị Thanh đang vận dụng với thành công hay không đây? Tám chín cho Vị Thanh. Thank you.
Chéo đều. Chị Thanh đang lội ngược vòng. Không biết thành công không đây. Trời hừng lên luôn, quýnh ăn luôn nha chứ. Con cứ hỏi là có thai được lắm. Hay quá. Không phải. Cứ cái đấu thì Thanh lội ngược vòng ngoạn mục luôn. Hấp dẫn. Trời ơi. Cái điểm số 9-2 hay gì không? Sau đó thứ hai kỳ pháo 22 bên kia là tên của vị Thanh, Thanh sẽ kết hợp với Phúc Súp Ba. Bên đây là tên của Dòng Ghiền, Hiếu và Bảo Dòng Ghiền. Sau đó thứ nhất bên vị Thanh đã lội ngược một điểm 9-3 nhưng mà vị Thanh đã chiến thắng được. Sau thứ hai này điểm cho Dòng Ghiền 1-0. Bóng ngoài. Không có đâu. Đi làm gì đâu, có kia ngoài mà. Chứ đi ngoài.
điểm cho Trọng Quyền 2-1. Hay quá. Hút cú vô bóng rồi. Hết thôi luôn rồi. Điểm như thêm 2 điều. Điểm cho Trọng Quyền 3. Tiếp tục nâng điểm số cho điểm cho Vị Thanh 3 điều. Điểm cho Trọng Quyền 4-3. Quá tốt. 4 điều cho Như Thanh. Điểm vào miền 51. Đến nhiều người nào muốn bạn nói sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không nè. Chỉ mình đâu nghe. Là lướng. Chứ mày đúng rồi, phút. Phút. Coi nó. Điểm vào miền 65. Bóng ngoài. Điểm cho Vị Thành 6 điều. Và cho bóng qua hàng của Bảo 7-6 giờ đồng nghiệp. Điểm vào quyền 86. Bây giờ nằm mấy chân cho cái mày mấy chỗ đuôi nằm mấy chân đó vô mông mày với ai con đâu mày với ai tao với ngủ á điểm nhân viên 96. Cái gì đó cái vô quấn mà đây tường cái hát nữa con gì đó Anh ơi.
tối nay này nhận định rất là dễ thân. Biết tên gì bo gì không biết phải anh đeo kiến bon bon gì đó bon em bị đuổi nha. Sẽ đấu chung kết kèo khung pháo 22, bên kia dòng diện Hứa và Bảo dòng diện. Bên đây hai gồm NC kết hợp với Phúc Super. Sẽ đấu chung kết các bạn. Sẽ thứ nhất là thắng lợi cho NC, sẽ đấu thứ hai dòng diện thắng lợi cho Hứa và sẽ chung kết. Sẽ bắt đầu điểm không không. Điểm chị Thanh 1-0. Pha chạm bóng quá đẹp của Hiếu, một điều cho Trọng Nghiệp. Bóng ngoài, điểm gì Thanh 2-1.
Hay quá. Ông ngoài, cái này là nhiều ba hả? Dạ. Điểm chưa bị thành 3-1. Điểm 4-1 cho Vị Thành, hai bên đổi sân, sẽ đánh 8 điểm các bạn. Chưa, từ từ. Vinh chưa mất lạnh thì quên chưa ngồi. Phải bóng có cảm giác của Hiếu. 2-4 cho Dòng Nhiệt. Đúng rồi, điểm cho Vị Thành 5-2.
Vô. Tiếm dòng nghiền 3 năm. Điểm như thành 6 ạ. Bóng tốt. Điểm cuối như thành 7 ạ. Bóng ngoài. Kết thúc trận chung kết. Chị pháo 22 dòng thắng về cho Henry và Phúc Sức Hoa.